Nhà mày có mảnh đất thờ tổ tiên, mày bắt quách đi mà trời lỡ. Bây giờ mà bán đi, chị em mình đổi đời đấy chị ạ. Đồ bất dạy, mày không xứng đáng trong nhà này. Cút! Kia là con xe mới mua đấy, đẹp không? Mày có còn là con người không Toàn? Bây giờ trong mày không có một chút gì liêm sỉ với anh ấy à? Em làm gì đấy? Em bỏ tay ra! Kính thưa ông bà tổ tiên, cử chúng nơi chín suối. Ở trên trời cao phù hộ độ trì cho em trai con học tập thật chăm chỉ, để năm nay thi đỗ đại học ạ. Con nguyện làm việc chăm chỉ để giúp đỡ em trai con. Mày, mày này, từ, việc gì vội đấy? 8 triệu phát này, không ăn không lấy tiền. 11 điểm. 9 điểm. Bình tĩnh mà ăn. Tiền đấy, thêm tiền đấy. Giời, sao đây? Nợ chú bạc 30 triệu. Lấy cái gì ra mà trả? Không biết. Cái gì? Sao lại không biết? Là do ông chơi ấy, đừng có đổ vạ tôi. Này, do cái mặt mày ấy, tao đã bảo là không chơi rồi, mày cứ bắt tao gỡ cơ. Bây giờ thì hay rồi đấy, gỡ không được, thế thêm nợ nữa. Tại mày ấy, đừng có đổ lỗi với tao. Cãi hả? À, nhà mày có mảnh đất thờ tổ tiên, trên mảnh đất vàng của làng luôn. Mày bắt quách đi mà trời lỡ. Mày điên à? Hả? Đất ông bà tổ tiên để lại để thờ cúng, bán sao mà bán? Với lại lúc trước ông già tao mất ấy, đứa chị tao cầm rồi. Cùng mấy cái lệnh bài gỗ ấy, nhằm nhỏ gì. Với lại tổ tiên nào chẳng muốn con cháu thành công đúng không? Bây giờ nhá, mày bán đi, có tiền tổ tiên mày càng mừng. Chị mày đàn bà con gái, giữ đất làm cái gì? Ờ nhỉ, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Này, bây giờ tao muốn bán đất ấy, làm thế nào? Bây giờ nhá, mày chỉ cần cho chị mày uống thuốc ngủ, bắt chị mày ký tên. Làm không, chỉ cần in dấu vân tay thôi. Rồi tao bảo ông anh làm công chứng. Tao bảo ông ấy làm công chứng cho mày. Ok chưa? Được, cảm ơn mày nhá. Chị uống nước cam đi. Hôm nay có chuyện gì mà lại pha nước cam chị đấy? Tại em thấy chị làm việc vất vả quá, nên là em muốn đỡ chị một chút. Thế à? Bố mẹ mình thì mất sớm, em thì ở với chị. Chị nuôi em ăn học, lớn đến nhường này rồi. Càng nghĩ, em lại càng thấy thương chị. Nếu mà thương chị thì cố gắng học tập tốt vào. Năm ngoái chưa đại học rồi đấy, năm nay cố gắng ôn thi cho tốt để mà đỗ nữa. Lên thành phố học tập có bao nhiêu là cơ hội mới nữa. Dạ vâng, em biết rồi. Chị Lan Anh, chị chưa ngủ ạ? Chị ngủ? Chị ngủ thì làm sao chị thấy được màn kịch của em hả? Toàn à, em ăn chơi đàn đúm, bây giờ em còn chúc thuốc mê, để còn lấy giấy tờ đất nữa. Em nói đi, em muốn gì? Em chỉ xem qua một chút thôi mà. Với lại, cái nhà thờ tổ của mình ấy, nằm trên mảnh đất vàng của làng mình đấy. Bây giờ mà bán đi, chị em mình đổi đời đấy chị ạ. Đồ bất dạy! Đấy bàn thờ tổ tiên của nhà mình mà mày muốn bán à? Mày là thằng bất chi mà. Chỉ là vài miếng gỗ thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế? Hả? Cái miếng đất đấy, chị suốt ngày thờ cúng ấy, được cái gì không? Hả? Bây giờ chị bán đi, để tiền cho tôi ấy, còn hơn đấy. Mày cút ngay, cút ra khỏi nhà đi ngay. Ngay cả đến bàn thờ tổ tiên mày có làm thế à? Mày không xứng đáng trong nhà này.
này. Cút. Phải, tôi về để bảo chị là sang tên lại cái căn nhà thờ tổ cho tôi, trả nhà đi. Không bao giờ. Bây giờ chị chuyển nhà cho em ý, thì em bán đi, em ăn chơi hết à? Chị ơi, cái làng này từ trước đến giờ ấy, làm gì có cái chuyện con gái bị lo hương hỏa đâu, tổ tiên bao giờ. Chị là hơi bị ích kỷ nha, giữ nhà thờ bao nhiêu năm rồi, giờ trả cho cậu ấy đi. Cậu im, cậu đừng có mà nói lung tung. Bố mẹ tôi trước khi mất đã giao căn nhà cho tôi rồi, thì không có việc gì chia bán ở đây cả. Với lại ấy, thằng Toàn mã nào hoàn hoi tử tế thì tất cả cái căn nhà này đây là của nó thôi. Thôi, không nhìn nhặng nữa. Bây giờ ấy, chị phải ký vào đây, điểm chỉ vào đây cho tôi. Trả nhà cho tôi đi, đừng có vớ vẩn. Không, chị không muốn em nhắc tới vấn đề này nữa. Em đưa bạn em đi về đi, nhanh lên. Em làm gì đấy? Em bỏ tay ra. Toàn ơi, em có coi chị là chị được không? Xong rồi đấy. Bây giờ thì chị dọn đồ rồi đi đi. Chị là chị gái của em đấy. Thì sao? Chị là chị của tôi thôi mà. Có quan trọng bằng tiền không? Với tôi ấy, tiền mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Đi. Toàn ơi! Xoay xoay xoay! Ai đây? Bản thân tôi chứ ai đúng không? Dạo này trông phất thật đấy! Áo vét này, ô tô xịn này, ui, sang xịn, mịn thật đấy! Thấy gì chưa? Mazda đấy! Hơn tỏi đấy. Tao đã bảo rồi, mày bán cái nhà thờ tổ ấy, sớm đổi đời này mày tốt không? Cho tao mượn xe đi vào nhá. Ê, không được. Có bằng chứ mà đòi lái. Hôm nay tao mang cái xe đến đây ấy là khoe mày là chính thôi. Còn mày muốn lái thử cái gì? Còn khướt. Đi trước nhá. Cái loại khoe của rồi có ngày để xem quần của để mà khoe được không. Sao đây? Gặp em không vui à? Nói đi xem nào. Em muốn gì? Sao chị hờ hững với em thế? Em có muốn cái gì đâu. Em chỉ hỏi thăm chị một chút thôi. Mà này, chị nhìn đi. Kia là con xe mới mua đấy, đẹp không? Đồ khốn nạn. Mày bán nhà thờ tổ, mày bán hết tất cả nhà mình đi để mày mua xe mày ăn chơi thế à? Mày có còn là con người không Toàn? Bây giờ trong mày không có một chút gì liêm sỉ với anh ấy à? Liêm sỉ là cái gì? Quan được không? Chị nhìn là chị xem. Chỉ có chị ấy mới tin vào thần thánh thôi. Bây giờ cứ làm lao động vất vả thế này, ông bà nào đội cho chị à? Ai đội cho chị? Mày... mày tao cái gì? Lúc trước ở với nhau ấy, suốt ngày chị ép tôi học, bảo là phải học mới đổi đời được. Bây giờ nhá, tôi chứng minh cho chị thấy này, không cần phải đi học cũng đổi đời, có ô tô đi như thường. Mày im mồm đi. Mày cầm cái đồng tiền đấy, mày còn thấy vui không? Mày đúng là cái đồ ăn cháo đá bát, con cháu vẫn hết mà. Chả sao hết, còn hơn cái loại nghèo như chị. Thôi, tôi không thèm nói chuyện với chị nữa, đi trước.
Này, ông làm cái gì cho tôi đây? Tôi xin lỗi, tại cái xe này giống xe cũ của tôi quá nên... Vớ vẩn, nhìn ông ăn mặc như này mà đòi mua cái xe này à? Ông bị điên à? Đụng vào mà xước ấy, làm cả đời không đền được đâu. Vâng. Mà nhìn anh có vẻ lạ nhỉ? Anh không phải người ở đây đúng không? Phải. Tôi là lái xe của chủ tịch công ty Vivu. Hôm nay ấy, chủ tịch tôi về đây khảo sát nên tôi đưa về thôi. Sếp của anh là chủ tịch ạ? Vậy sếp của anh có tuyển người không ạ? Tôi học hết lớp 12 rồi đấy. Có đấy. Cỡ ông ấy làm phụ hồ rồi học lên làm tự chính cũng được đấy nhỉ? Làm sao mà thấy được, cỡ tôi là phải làm thư ký hay là giám đốc gì chứ sao lại làm phụ hồ được ạ? Thôi ông nhõi ơi, ông học hành như thế thì chỉ làm được như vậy thôi. Ở đấy mà mơ mộng. Thôi tránh ra, tôi còn đi. Mòn gót giày không tín với mày đâu. Bao giờ ở đây à? Tiền không trả đi trốn hay sao? Tao có trốn gì đâu, tao vẫn ở cái làng này mà. Có mà không trốn được ấy, mà mày nghĩ thằng Hoàng này để cho mày trốn á? Hoàng này, nể tình chúng mình là anh em với nhau, mày thông cảm cho tao vài hôm đi, tao xoay đủ tiền rồi tao trả mày. Cái loại mày đến chị gái còn bán rẻ đuổi đi cơ mà. Bạn bè gì cái loại mày? Lúc có tiền để ăn chơi, bè bạn, bạn bè. Không có nhiều, trả tiền đây. Mày thông cảm cho tao với, tao đang bí quá. Không có ấy. Bố mày xin bàn tay 50 triệu cho ít à? Ngày trước, tao bảo cho tao mượn cái xe lái tí thôi. Mày chửi tao lên chửi xuống. Không có tiền đấy, bố mày xin bàn tay. Chó ơi, này. Toàn, em đi đâu mà ra đây? Này, mày thích chạy không? Cậu kia, em trai tôi là gì mà cậu túm cổ thế? Tôi tưởng là trước giờ hai đứa thân nhau lắm cơ mà. Thân gì thì không bằng tiền được. Thằng em trai quý tử của chị vay tiền tôi, ký giấy rồi. Nếu mà không trả tiền ấy, thì tôi xin cánh tay. Nếu mà chị trả cho nó ấy, thì trả đi. Không, lướt rõ khác. Toàn, em nói đi, em lại nợ gì? Chị Lan Anh ơi, cùng là chị em, chị giúp em với. Em chót làm ăn thua lỗ, có vay của nó 50 triệu. Bây giờ em không có tiền trả cho nó, chị giúp em với. Này, thôi. Cái loại này ấy, nó chỉ ăn chơi cờ bạc thôi chứ làm gì cái loại đó. Chị Lan Anh ơi, em đến đường cùng rồi, chị giúp em với ạ. Chị trả xong nợ cho em, em hứa là em không chơi cờ bạc, em không nợ nần gì nữa đâu ạ. Được rồi, em đứng lên. Chị là chị gái của em, nhìn em như thế này chị cũng không nỡ. Cậu Hoàng à, số tiền mà em trai tôi nợ cậu ấy, tôi sẽ trả cho cậu. Chị tốt thật đấy. Em mà có cái loại em trai này, em đấm nó mấy nhát. Cái loại phá gia chi tử mà. Cậu nói kiểu gì đấy? Cậu cũng nhìn lại bản thân của cậu đi, chả tốt gì hơn em trai tôi đâu. Thằng Toàn mới bị như ngày hôm nay ấy, một phần cũng là do cậu đấy. Chị nhìn lại mình đi, cũng chỉ là cái loại phụ hồ bẩn thỉu, đáng khinh thôi mà. Công nhân thì sao chứ? Tôi kiếm tiền và tiêu tiền bằng tiền của tôi, chứ tôi không đi xin bất kỳ ai cả. Còn cậu ấy, cậu xúi bẩy bạn bè làm những chuyện xấu, cậu mới là đồ đáng khinh đấy. Cái gì? Chị dám nói tôi thế à? Không nói nhiều, trả tiền đây. Đây là địa chỉ công ty của tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện đến công ty, cậu chỉ cần lên công ty nhận tiền thôi. Vâng, thế em chào chị nhé, em đi trước. À mà Toàn này,
chị đã trả nợ giúp em rồi. Thì bây giờ em phải tu tâm dưỡng trí, em phải học tập và làm việc hẳn hoi tử tế vào. Đừng phụ lòng chị nữa, em nhớ chưa? Chị bỏ ra, đừng có mang giả nhân giả nghĩa nữa. Chị nhìn lại chị đi, cũng chỉ là cái đứa phụ hồ thôi. Tư cách gì mà dạy tôi? Tôi là tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì chị đấy. Em nói gì vậy Toàn? Em vừa hứa với chị là chị chỉ cần trả nợ cho em thôi thì em sẽ thay đổi cơ mà. Sao? Tôi không thích thay đổi đây. Có phải bây giờ chị làm giám đốc hay là bà chủ ấy thì tôi đỡ khổ không? Đằng này mấy năm trời vẫn làm cái đứa phụ hồ quèn à? Im mồm! Em dám ăn nói với chị thế à? Đừng tưởng trả nợ cho tôi thì muốn làm gì thì làm. Số tiền của chị chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi làm mấy hôm mà kiếm lại được hết. Khốn nạn! Em ăn nói với chị gái của em như thế à? Chị gái à? Thế chị có tiền không? Nếu mà chị có tiền ấy thì chị là chị tôi, là bố mẹ của tôi. Không ấy, thì nghỉ. Toàn ơi, chị không ngờ là em lại lật mặt chơi cháo thế đâu Toàn ạ. Được rồi, kể từ bây giờ em dù có gặp khó khăn gì chị sẽ không bao giờ giúp đỡ em nữa. Tôi chẳng cần. Hình như là cái anh lúc sáng sao ấy nhỉ? Em chào chủ tịch ạ. Em bị lạc đường nên là đến hơi chậm. Anh có phải là cái anh lúc sáng không? Cơ mà chị là gì với anh ta đấy ạ? Đây là chủ tịch công ty tôi. Chủ tịch á? Chủ tịch sao chị không nói từ sớm? Nếu mà chị là chủ tịch ấy thì bây giờ chị cho em một cái chức gì to to trong công ty của chị đi. Như kiểu là thư ký hay là trưởng phòng hay là giám đốc cũng được. Này 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 này, anh làm cái trò gì đấy? Đây là chủ tịch công ty tôi, đừng mà lôi kéo. Không bao giờ đâu Toàn ạ. Sau ngày hôm nay thì chị đã biết rõ bộ mặt thật của em rồi. Em nhẫn tâm bán nhà thờ tổ, em nhẫn tâm đuổi chị ra khỏi nhà, em lấy hết tài sản rồi ăn chơi đàn đúm. Vừa nãy chị trả nợ giúp em thì ngay lập tức em quay ra em cắn chị, em phản bội chị. Thì sao? Chị là chị của tôi, bây giờ chị thành công rồi, chị phải nhớ đến tôi chứ. Nhớ chứ, nhưng mà chị chỉ nhớ những việc làm sai trái mà em làm với chị thôi. Mà cũng may, may mà ngày đó em đuổi chị thì chị mới có động lực làm việc như ngày hôm nay. Toàn à, thành công không phải tự nhiên mà có, mà là tự mình cố gắng mà lên em ạ. Vậy là chị không giúp em thật sao? Không bao giờ. Vừa nãy chị trả nợ giúp em ấy thì coi như là chị đã trả hết tình nghĩa với em rồi. Từ bây giờ em phải cố gắng làm việc và hãy sống trách nhiệm bản thân của mình đi. Đi thôi. Chị Lan Anh. Chị Lan Anh ơi.